6 nhân viên y tế hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch. 6 nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã không chần chừ nửa đêm đến bệnh viện tình nguyện hiến máu giúp sản phụ qua cơn nguy kịch. Ngày 19 tháng 5, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, 6 nhân viên y tế tại trung tâm vừa tình nguyện hiến máu cứu sản phụ trú tại xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ qua cơn nguy kịch. Trước đó, đêm 17 tháng 5, sản phụ này đến Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ để sinh con lần đầu. Vì sức nặng yếu không thể sinh thường được, nên các y bác sĩ khoa sản đã chỉ định mổ lấy thai cho bệnh nhân. Ngay lập tức, kiếp mổ đã huy động người nhà, cán bộ nhân viên Trung tâm Y tế hiến máu cứu sản phụ. Do người bệnh thuộc nhóm máu B, nhưng người nhà lại không có ai cùng nhóm máu. Nếu không có máu truyền, thì sản phụ có nguy cơ đe dọa đến tính mạng. Lúc này, 6 cán bộ viên chức của Trung tâm Y tế gồm anh Trần Huy Bình, cán bộ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, anh Nguyễn Tất Thành, trưởng phòng tài chính kế toán, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Xuân Dũng, trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi, điều dưỡng Phan Thị Nhung, cán bộ khoa hồi sức cấp cứu nhi kỹ thuật viên Nguyễn Hữu Hải Tùng, cán bộ khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, điều dưỡng Nguyễn Thị Huyền, điều dưỡng trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản đã không quản ngại đêm hôm, đường xá xa xôi có mặt tại trung tâm hiến 6 đơn vị máu để cấp cứu cho sản phụ. Nhờ được truyền máu, sản phụ đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại sức khỏe cả hai mẹ con chị đã ổn định, mẹ tròn con vuông và đang được theo dõi tích cực tại trung tâm y tế. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.